10. Kinh nghiệm cận tử Sayadaw Uttamasara Năm 1910-1995 Tu học để biết cách sống Và để biết cách chết Đều quan trọng như nhau Ai ở đời này cũng phải có Chút kinh nghiệm gì đó Để mà đối diện cái chết Mà ở đây ta gọi là Kinh nghiệm cận tử Vốn được nói đến rất nhiều Trong Phật giáo mỗi người đều có một hạnh nghiệp riêng. Đời sống của chúng ta phần lớn là tùy thuộc vào các tiền nghiệp. Chính ta định đoạt đời mình, chứ không phải ai khác. Chúng ta luôn hành động theo ý mình thích, bằng cả hai khuynh hướng thiện ác. Và nói vậy có nghĩa là chính ý muốn ở mỗi người tốt xấu ra sao đó sẽ quyết định hành trình sắp tới của mình. Nói một cách rốt ráo thì biết cách chết hợp đạo còn quan trọng hơn là biết sống hợp đạo dòng luân hồi dài thăm thẳm chưa niết bàn thì chúng ta cứ liên tục mở ra những hành trình mới đi lên hoặc đi xuống và một người phật tử dĩ nhiên chỉ huân tập thiện nghiệp với ý hướng biến mình ngày một tốt hơn trong bài giảng này nói về kinh nghiệm cận tử tôi đặc biệt nhấn mạnh hai vấn đề thứ nhất nghiệp lý và thứ hai từ tâm nghĩa là người tu học phải luôn tự biết điều chỉnh tam nghiệp cho chính mình và chỉ nhìn về người khác bằng tâm thái tự mãn chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng cái gọi là sự sống luôn gắn liền với cái chết chính cái chết là một nửa của đời sống và cũng là điểm kết thúc của đời sống ai cũng phải chết một ngày nào đó nhưng nó không thật sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ nếu ta sống thanh thản thì sẽ có được cái chết thanh thản sống trong âu lo chắc chắn sẽ chết trong âu lo đây là điều phải biết khi bắt đầu nói về kinh nghiệm cận tử theo tôi được biết thì trên thế giới này có biết bao nhiêu là chuyên ngành trường phái về khoa học triết học tôn giáo văn hóa nhưng có lẽ chỉ có phật giáo là dạy người ta biết cách chết cách nào cho đúng người miến điện có câu ngạn ngữ rằng cái quan tài chỉ đẹp khi ta có một đời sống đẹp cho nên các phật tử miến điện thường không nói thầy tôi chết mà lại nói thầy tôi vừa về trời gần giống chữ quy tiên trong tiếng việt ta học phật đều biết rằng một người dù có ra sao đi nữa nếu lúc ra đi lại nặng lòng với những tư tưởng bất thiện thì điều đó có nghĩa là công phu tu học của người này vẫn còn có chỗ kiếm khuyết và từ đó chuyện sanh về lạc cảnh rất mong manh trong giây phút cận tử chúng ta không có thời gian để làm chuyện sám hối tôi bây giờ già rồi và đã có dịp chứng kiến cái chết của rất nhiều tăng ni cư sĩ, mãi đến tận lúc chết vẫn không có được cái kinh nghiệm cận tử đúng mức. Tôi nghĩ trong những trường hợp đó, việc sa đọa gần như là đương nhiên và không phải ai trong số họ cũng có thể được giúp đỡ hay cứu độ. Người học A Tỳ Đàm biết rằng trong bốn cảnh giới sa đọa chỉ có ngạ quỷ là có cơ hội lớn nhất với ba loài còn lại thì gần như bất khả tôi từng kể cho quý vị nghe về một người đàn tính của tôi phải bị mang kiếp thú trong vài tháng và sau đó cũng chỉ thoát được bằng nghiệp riêng của mình không thể bằng sự gia trì của người khác lát nữa tôi sẽ kể cho quý vị nghe về câu chuyện của mẹ tôi và việc tôi đã giúp đỡ bà như thế nào nhưng bây giờ tôi muốn nói sâu hơn về kinh nghiệm cận tử mà quý vị nên biết trong giây phút cận tử ta giống hệt như người chết đuối luôn quơ quào để nắm bắt bất cứ cái gì trong tầm tay người cận tử cũng vậy thường có khuynh hướng chạy theo cái gì mà lúc bình sinh gắn bó với mình nhất thường là tình thân và tài sản tâm lý xả lì không phải muốn là có người học đạo phải biết rằng một khi ta đã có lòng thương thích người hay vật gì đó thì rất khó mà buông bỏ bởi đây chính là khuynh hướng của phàm phu một người muốn đi xa muốn lên cao thì phải biết buông tay chứ Tất cả những quan hệ thân thương dù trong đạo hay ngoài đời cũng chỉ là sự gặp gỡ ngắn hạn trong đời này mà thôi. Dầu khó cách mấy, ta cũng phải ráng mà tập luyện thói quen lìa bỏ. Ai ở đời này cũng phải đi theo nghiệp riêng của mình. Cái chết là cánh cửa mở ra một hành trình mới. Mỗi người phải từ đó ra đi một mình và chuyện tay sách nách mang chỉ khiến ta chìm xuống mà thôi trong kinh phật dạy mười pháp thường niệm anushati có nghĩa là những gì ta phải thường xuyên tâm niệm người cận tử phải có khả năng tự xét xem hạnh thí xã chaka giới hạnh và chỉ quán của mình xem có đủ là chỗ dựa lúc này hay không trong a tì đàm có nói đến bốn thứ nghiệp trong đời sống của chúng sinh là một trọng nghiệp Garakama Các nghiệp thiện ác lớn lao 2. Thường nghiệp Asinakama Các nghiệp thiện ác được ta lập đi lặp lại nhiều lần trong đời 3. Kinh thiểu nghiệp Katatakama Những nghiệp thiện ác rải rác ít ỏi trong đời sống Và 4. Cận tử nghiệp Asanakama những nghiệp thiện ác được thực hiện ngay trước giờ mệnh chung. Thông thường thì thường nghiệp và cận tử nghiệp sẽ đóng vai trò quyết định việc tái sinh của người cận tử. Mẹ tôi lúc sinh thời là một tín nữ ngoan đạo, bà thích bố thí, thường xuyên thọ bát quan trai và tu tập thiền định với sự hướng dẫn của chư tăng. Vậy mà lúc sắp lìa đời, chừng đó thì nghiệp cả đời vẫn không giúp được gì cho bà chỉ vì bà thiếu kinh nghiệm cận tử chỉ có vậy mà phải sanh làm ngạ quỷ mẹ tôi mất ở làng quê ngày rằm tháng 8 năm 1314 theo lịch miến điện lúc đó tôi đang đi hoàng pháp ở hút khao sau khi trở về thì mới biết tin bà mất các vị thấy chưa nói là mẫu tử tình thâm Vậy mà phút cuối vẫn là đường ai nấy đi. Bà chết, một lòng mong đợi con về, mà tôi đâu có về kịp cho bà nhìn mặt lần cuối. Lúc về, tôi được nghe kể lại, mẹ tôi đã mất ra sao. Trong những ngày cuối cùng, bà không ăn uống gì hết, chỉ nằm thoi thóp trên giường, nhìn chăm chăm lên bức ảnh của tôi treo trên đầu giường. Lúc đó, nhằm mùa gió nồm đêm thường có mưa trong mưa đêm bà cứ khóc và gọi tên tôi rồi nói với mấy người chung quanh mẹ không còn dịp thấy sư nữa rồi ôi bao la thay là tình mẹ khi tôi về tới chùa thì việc an táng bà cũng đã xong từ lâu có thương mẹ đến mấy thì tôi cũng phải ráng mà xem như mọi sự đã qua nhiều năm sau đó tôi đã nằm mơ thấy mẹ tôi về vẻ mặt buồn lắm bóc người hao gầy đứng trước sân chùa nhìn tôi và chỉ nói một câu sừ cho mẹ xin một lá y lúc choàng tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi đã sanh vào cảnh giới ngạ quỷ ngay sau đó tôi đưa chị cả của tôi một bộ y mới và bảo chị làm lễ cúng dường cho chư tăng trong ngôi chùa ở làng quê tôi dặn kỹ chị tôi là trước khi lên chùa nên khấn trước với mẹ để mời bà cùng đi sau lễ trai tăng chị tôi thấy mẹ về chỉ hỏi mẹ có nhận được phước hồi hướng hay chưa bà cho biết là vì chị tôi đã không nhớ mời bà cùng đi nên bà không thể tới chùa hôm đó được chị tôi phải làm thêm một lễ trai tăng nữa theo hướng dẫn của bà và từ sau ngày ấy không thấy bà về nữa tôi phải nói là mình may mắn khi có đủ điều kiện để trả hiếu cho mẹ tôi theo đúng lời phật dạy là lo được cho mẹ lúc sinh thời và cũng biết cách giúp mẹ khi bà đã mất các vị có tình là mẹ tôi trước sau vẫn nặng lòng với mấy đứa con nên sau khi nhận được phước hồi hướng, bà quay lại gia đình tôi lần nữa bằng cách sanh làm đứa con gái của anh cả tôi được đặt tên là Misan. Tính theo vài vế thì là cháu nội của mẹ tôi. Chúng tôi biết được chuyện này là bởi vì bé Misan có thể kể lại tường tận những chuyện riêng tư của bà nội như là chuyện của mình. Đặc biệt, khi nhìn thấy nấm mộ của bà nội thì bé khóc rất nhiều. Năm nay Misan đã 26 tuổi và lần nào tôi về làng, Misan cũng thường đến cúng dường thức ăn. Cô lạ lùng lắm, rất thích ngồi gần cạnh tôi và nhìn tôi hoài không chán. Các vị thấy chưa? Tham ái được Phật gọi là kiết sử, Samyojana, là sợi dây trói buộc rất khó tháo cởi chính nó đưa ta đi tái sanh và cũng chính nó làm ta khổ khổ vì thương và khổ vì ghét không có thương thì không có ghét mà cả hai thứ này đều từ tham ái mà ra chuyện về mẹ tôi cũng là một bài học chung cho quý vị thường nghiệp dĩ nhiên quan trọng nhưng cận tử nghiệp cũng quan trọng không kém và cốt lõi của kinh nghiệm cận tử chính là sự tự tin vào thiện pháp, tức trọng nghiệp, thường nghiệp, kinh thiểu nghiệp của mình thủa bình sinh và chính sự tự tin này sẽ là cận tử nghiệp cho người sắp chết. Trong kinh có kể lại nhiều chuyện tiền kiếp của Bồ Tát và cho biết ngài thường rất can đảm, không sợ chết, chỉ vì vững tin vào thiện nghiệp của mình mà đôi khi Chính Ngài cũng không biết tại sao. Một người bình thường đôi khi cũng có vẻ liều mạng, cứng miệng, bảo mình không sợ chết. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh nghiệp tướng Kama-Nimitta, hình ảnh sinh hoạt thủa bình sinh hay thú tướng Gatini-Mitta điềm báo mình sẽ sinh về đâu thì ai cũng kiếp đảm. Chỉ có người nhiều phước báo thì mới có thể một dạ vững tình trước mọi tình huống. Thậm chí, dầu có thấy thú tướng bất thiện thì cũng có thể biến xấu thành tốt. Để minh họa cho điều này, tôi kể bà con nghe câu chuyện sau đây. Ngôi chùa làng ở quê tôi có một ông thiện nam rất hào sản tên U Miu. Ông là một thí chủ lớn ở chùa, thích bố thí, thích nghe pháp nhưng trí nhớ rất kém. Có điều là ông ít nói và giàu từ tâm. Từ bé đến lúc chết, một con kiến cũng không giết. Ông sống thọ lắm, trên 90 tuổi. Ngày ông gần mất, tôi vừa từ Ấn Độ trở về và có đến thăm ông. Thấy ông luôn an lạc và dễ thương. Tôi hỏi, ông đã làm sao có thể sống được như vậy? Ông kể chuyện cho tôi nghe. Từ sau lúc vợ mất, ông về sống chung với vợ chồng đứa con gái và được họ chăm sóc rất chu đáo. Ông nói, trong số tài sản của ông, có một chiếc xe bò, ông thường lót rơm lên đó để ngồi và cho người đánh xe bò đi chậm chậm quanh ngôi làng mà ông đã một thời hộ trì bằng tất cả khả năng vật chất. Rõ ràng là ông đã rất hạnh phúc trong những chuyến đi như vậy và nói theo trong kinh thì ông đã từng ngày hành trì pháp môn thường niệm thí tức hồi tưởng hạnh bố thí của mình theo một cách rất cụ thể là thay vì nhắm mắt mà nhớ thì ông lại chọn cách mở mắt để nhìn ông sống thanh thản và giờ phút ra đi cũng rất nhẹ nhàng tôi không chắc được là ông đã sanh thiên nhưng không biết vì sao cứ có niềm tin là chỗ ông về không đến nổi tệ. Trong lịch sử Tích Lan có ghi lại câu chuyện về vua Dutthagamani, một vị hoàng đế mà chuyện đời có rất nhiều nét giống hệt với vua A Dục. Ông cũng có một thời thích đánh trận để đối phó với tộc người Tam Miêu. Mục đích của ông ngoài việc bảo vệ người Tích Lan, còn nhằm mục đích mở rộng địa bàn hoàng pháp cho chư tăng. Các bộ giáo sử của Tích làng ghi rằng vua chưa bao giờ có một ngày quên cúng dường chư tăng trước khi ngự thiện. Có một lần khi đánh trận ngoài chiến trường, ông đã quên sai người đem cơm đặt bát cho chư tăng. Ông cho đó là một sự vi phạm thói quen tốt. Sau khi bình định thiên hạ, vua về cho xây một ngôi bảo tháp cao 20 thước tay. Hình dáng một quả ớt và đặt tên là tháp ớt Marichavati để nhắc mình về bữa ăn đó. Tổng cộng trong đời mình, ông đã trải qua 29 trận đánh và người bạn thân nhất của ông là tướng Abaya, sau đó đã đi xuất gia và chứng quả là hán lục thông. Hôm vua sắp mất, vua rất sợ hãi và ngài Abaya đã biết được liền đến thăm vua ngài dạy cho vua về danh sách để vua tu tập tuệ quán nhưng thấy vua không thể tiếp thu lời dạy của mình nên ngài abaja đã thay đổi cách thức ngài nhắc cho vua nhớ lại những phước báo cụ thể mà vua đã làm trong cuộc đời phật tử của mình đặc biệt ngài nhắc lại cho vua một ký ức đẹp là vua đã từng nhịn ăn để nhường phần cơm cho một vị trưởng lão lúc vua đang đi đánh trận trên đường và một lần khác trong lúc ngặt nghèo ở một làng quê xa xôi vua đã tháo hết tư trang vàng ngọc trên người của mình để đổi lấy thức ăn đặc bác cho chư tăng vua đã trà đi với những hồi ức đó và được sanh về đau lợi thiên trong trường hợp này kinh thiểu nghiệp đã trở thành cận tử nghiệp nói như nãy giờ thì kinh nghiệm cận tử của một người học đạo luôn nằm gọn trong hai cách chuẩn bị tâm lý gồm ý hướng cetana và hồi ức anusarana. Ý hướng hay sự hướng tâm là lòng lìa bỏ những gì bất thiện để hướng tâm đến cái gì cao hơn, cái gì có nội dung buông bỏ tháo cởi. Hồi ức ở đây chỉ là sự hồi tưởng nhớ lại những gì thuộc thiện pháp. Trong thân xác một người cận tử, cái gì cũng trong tình trạng bệ rạc, xáo trộn, dysfunction. Nên chỗ dựa duy nhất lúc này chỉ còn là tinh thần, tốt nhờ, xấu chịu. Một người thiếu phước hay không học đạo có thấy được cảnh lành trong giờ cận tử cũng không biết tận dụng. Ngược lại, một người có học đạo hay nhiều phước báo khi gặp phải cảnh cận tử bất thiện thì họ cũng có thể chuyển hóa để tự cứu mình trong kinh có kể lại rất nhiều trường hợp những người lúc lâm chung thấy lửa địa ngục lại nghĩ tưởng đến màu y mà mình đã cúng dường và nhờ vậy cũng được sanh về lạc cảnh như vậy hình ảnh thú tướng hay nghiệp tướng không phải là cái gì tuyệt đối chúng chỉ giống như một nhúm lá héo báo cho ta biết chỗ đó thiếu nước nếu ta tưới nước kịp thời thì tình hình vẫn còn có thể cứu vãn trong kinh có cho ta một minh họa về cái gọi là nghiệp cận tử đó là hình ảnh một chuồng bò buổi sáng sớm không hẳn con bò mạnh nhất chuồng sẽ là con rời chuồng đầu tiên mà là con nào đứng gần cửa chuồng nhất trong nhiều đời quá khứ và ngay kiếp sống hiện tại mỗi người đều đã tạo vô số nghiệp thiện ác chúng như một bầy bò đông đúc trong chuồng chính ý hướng và hồi ức lúc cận tử sẽ giúp ta có được thiện nghiệp cận tử theo cách đẩy chúng đến gần cửa chuồng nhất cho nên cách hộ niệm thông minh nhất cho người hấp hối là giúp họ có được thiện nghiệp cuối đời bằng một trong hai cách Hướng tâm và hồi ức Tùy người mà hai cách này thích hợp cái nào Có người hợp với cách hồi ức Và có người hợp với cách hướng tâm Ngay trong cách hồi ức Ở mỗi người cũng khác nhau Có người nhớ lại trọng nghiệp Có người nhớ lại thường nghiệp Đôi khi khinh thiểu nghiệp Và dĩ nhiên cũng có người kháng khích với cận tử nghiệp ở trên tôi đã kể cho quý vị nghe câu chuyện về ông cụ Umiu, một thí chủ lớn ở ngôi chùa làng quê tôi. Cụ có một người bạn thân là ông Ukoe, cũng là một Phật tử tinh tấn và hai ông giống nhau ở điểm là đều mất vợ sớm. Cụ Umiu thì sống với vợ chồng đứa con gái, còn cụ Ukoe thì sống một mình. Ngày nào cụ cũng tới chùa và đến lễ phật trước bức tượng cẩm thạch mà thời trẻ cụ đã bỏ tiền hiến cúng để thỉnh về từ mandalay trong những ngày cuối đời của cụ tôi có gặp lại và nghe cụ nói một câu làm tôi thất vọng cụ nói trước khi chết chỉ mong được gặp lại mấy đứa con và điều cụ e sợ nhất lúc này chỉ là không còn dịp gặp lại họ Tôi đã giải thích cho cụ nhớ rằng tất cả mọi quan hệ tình cảm trong dòng sanh tử thực ra chỉ là những túi hành lý không cần thiết cho chuyến tàu sanh tử. Không bỏ được chúng xuống thì ta khó mà lên cao hoặc đi xa được. Tôi nhớ ông cụ đã lao nước mắt và hứa với tôi rằng sẽ làm được như lời tôi nói, sẽ quên được mấy đứa con để chuẩn bị cái chết cho mình. Điều cuối cùng tôi được biết về ông cụ là ông đã sống rất thọ và ra đi rất nhẹ nhàng trong kinh tương ưng có kể lại một câu chuyện đã xảy ra thời đức phật về một nhóm thủy thủ đã chết do bị chìm tàu và đều được sanh thiên kinh ghi rằng họ đã kịp thời an trú tính tâm nơi tam bảo và phát nguyện quy giới trước giờ cận tử Họ đã làm được một việc dễ hiểu nhưng khó làm là khi biết phải bỏ mạng thì lòng họ cũng buồn hết mọi thứ chỉ để nhớ về cái gì thực sự cần thiết. Nói là thập thiện nghiệp nhưng người Phật tử chỉ cần tập trung vào ba thiện nghiệp đầu với sự hỗ trợ của sự thiện nghiệp thứ 10 tức điều chỉnh tri kiến thì các thiện nghiệp còn lại cũng sẽ tự có trong phút cận tử theo kinh nghiệm của tôi thì chỉ có ba thứ thiện nghiệp được xem là dễ hồi tưởng nhất dễ cấu thành cận tử nghiệp nhất đó là bố thí trì giới và chỉ quán ở đây gọi chung là bavana tất cả thiện nghiệp lúc bình sinh hay cận tử mà ta làm được đều phải nhờ vào một điều kiện hết sức quan trọng mà ít người phật tử để ý đó là bạn lành, gồm chung những người hơn ta, bằng ta hoặc kém ta, miễn là người có lòng lành thì gọi là bạn lành. Chỉ có gần họ thì ta mới có thể dễ dàng phát khởi thiện tâm, huần tù thiện nghiệp một cách liên tục. Trong câu chuyện về các thủy thủ vừa nhắc ở trên, có một đoạn rất quan trọng nhắc lại điều mà tôi vừa nói. Các thủy thủ lúc xuống hầu Phật, ở chùa Kỳ Viên đã thưa với ngài rằng, không một thứ gì ở đời có thể đổi được một người bạn tốt. Họ xác định việc sanh thiên hôm nay cũng nhờ họ có được người bạn tốt. Nói vậy, có nghĩa là kinh nghiệm cận tử phải được chuẩn bị ngay khi ta còn sống, còn trẻ, còn khỏe, chứ không phải đợi đến lúc sắp chết. Nói vậy cũng có nghĩa là sự chuẩn bị cái chết không nằm ngoài kinh nghiệm sống. Ta nên nhớ rằng, đừng bao giờ thấy là đủ với những công đức có thể làm được trong đời sống, thực ra, bao nhiêu cũng có thể nói là thiếu. Trong bài giảng này, tôi muốn kể cho bà con nghe nhiều chuyện vui và buồn trong kinh nghiệm tu học của tôi. Có người một đời chỉ tu học sơ sài, nhưng có một kinh nghiệm cận tử thật tốt đẹp đến mức khiến tôi tin là họ có thể đã sinh thiên. Nhưng thật đáng ngại khi có nhiều người cả đời tu học thật đàng hoàng, nhưng chỉ vì một phút sau lòng cuối đời mà bỏ mất lý tưởng Phật Pháp. Có nghĩa là làm thiện bao nhiêu cũng có thể là thiếu, phải đến lúc cuối đời mới biết mình đậu hay rớt trong lớp học nhân sinh ấy. Phật Pháp thì mênh mông như biển như trời, tôi thường chọn những pháp môn vừa tầm với đại chúng cư sĩ để hướng dẫn mọi người như pháp môn niệm ân đức phật niệm ân đức pháp ân đức tăng niệm tam quy niệm bất tịnh niệm thí niệm giới có người suốt đời chỉ hành trì một góc nhỏ trong số đó cũng đủ an lạc có người thứ gì cũng xuất sắc mà cuối đời lại bỏ cuộc sống chết đều hiu quạnh đó là câu chuyện buồn về một người học trò của tôi, ông Lache, quê ở Pakotku. Ông này vốn là lính giải ngũ và bị điếc một bên tai do tai nạn chiến trường. Lache mồ cô cha khi còn bé. Sau khi giải ngũ, ông về sống với mẹ ở Pakotku. Mẹ mất, ông về Gangor. Ông đến xin học thiền với tôi mấy hôm rồi sau đó xin xuất gia có thể nói ông là người học trò mà tôi thương nhất đời nói gì cũng nghe dạy gì cũng nhớ cũng hiểu dễ dàng nói cho đúng thì ông chỉ xin tu gieo duyên nhưng vì tình riêng tôi cứ mong ông sẽ xuất gia suốt đời vậy mà có một ngày ông vào đảnh lễ dưới chân tôi để xin hoàng tục ông nhắc lại chuyện xưa cho biết trước khi đi lính đã từng có vợ và con, nhưng vợ con ông cũng đã chết trong chiến tranh và bây giờ ở tuổi này, bỗng nhiên ông cứ thèm có lại một tổ ấm kiểu đó lần nữa. Không giữ ông lại được, tôi đành để ông hoàn tục. Chuyện bắn đi nhiều năm, sau này tôi được nghe lại là ông đã chết vì bệnh sốt rét. Gia tài chỉ là một ít tiền đủ để làm đám tang và trước khi mất ông từng có tâm nguyện là nếu chuyến này hết bệnh sẽ tìm lại sư phụ là tôi để xuất gia nhưng tâm nguyện đó vĩnh viễn dở dàng các vị thấy chưa ở đây có ai dám nói mình tu học tốt hơn la xe vậy mà cái kết cục của ông này lại buồn đến vậy nếu bây giờ có ai hỏi tôi phải làm sao để sống cho tốt và chết cho đẹp thì tôi sẽ trả lời ngắn gọn rằng một người cư sĩ chỉ cần có được niềm tin nơi tam bảo một cách sắc son thông qua một nhận thức sâu sắc tại sao tôi lại tin tam bảo với một người cư sĩ có lẽ chỉ ngắn gọn vậy thôi là đủ tin và hiểu tại sao mình tin tôi e rằng những người tu học dở dàng đã không có được hai thứ này chỉ có niềm tin tam bảo theo cách này thì người ta mới có thể vững bước lúc sống và thanh thản lúc chết hồi đệ nhị thế chiến quân đội nhật bản kiểm soát toàn cõi miến điện lần đó có một toán lính nhật kéo đến xe bò tàn phá mọi thứ rồi rút lui cả địa phương rơi vào tình trạng vô chính phủ, trộm cướp hoành hành ngày đêm, không ai can thiệp. Đêm đó, một ngôi chùa làng ở Shebo bị cướp vào đánh. Chúng bắt hết chư tăng trói lại và lôi ra sau chùa để chôn sống tập thể. Trụ trì của chùa là ngài Uvayama, biết mình không thể qua được nạn này nên có xin bọn cướp cho mình vài phút niệm Phật trước khi chúng lấp đất chôn sống. Lúc đó, Ngài Uvayama bước xuống, ngồi trong đáy hố và chắp tay lên trán đọc tới lùi mấy câu tam quy bằng tiếng Pali. Đúng ngay lúc đó, một trận mưa cực lớn đã đổ xuống một cách bất ngờ và chỉ vài phút trước đó, cả khu đất tràn ngập ánh trăng rằm. Vậy mà bây giờ, mọi thứ tối đen, một bàn tay để trước mặt cũng không nhìn thấy. Chính hiện tượng kỳ quái này đã khiến bọn cướp hoảng sợ và bỏ chạy. Ngài Vajama kể lại rằng, sợi dây trói ngài lúc ấy cũng tự dưng tháo ra như có bàn tay ai giúp đỡ, ngài về chùa bình yên. Chuyển hóa đời sống bằng thiền định Tôi vừa nói ở trên rằng là thập thiện có thể thu gọn trong ba thiện pháp đầu tiên là thí giới và thiền rất nhiều người tự cho mình không thể hành thiền có người lại cho rằng pháp môn thiền định sẽ làm cho đời sống héo úa chỉ khiến người ta già đi cho nên chỉ có tuổi già mới thích hợp với pháp môn thiền định chỉ quán thật ra cả hai cách nghĩ đều sai lầm bởi vì chỉ có đắc thánh mới khó còn tu thiền thì tùy sức mà tu càng trẻ càng khỏe thì chuyện tu thiền càng dễ chứ sao các vị biết rồi trong một đời người ta đâu có được bao nhiêu dịp để tạo công đức trọng nghiệp mà hầu hết có ráng lắm thì cũng chỉ là công đức thường nghiệp mà thôi tức những gì ta làm được trong suốt cuộc đời của mình từ năm này sang năm khác và ta cũng biết không có gì trong đời sống mỗi người lại thường xuyên và liên tục như hơi thở vào ra ở bất cứ nơi đâu và lúc nào. Do đó, sống chánh niệm qua từng hơi thở chính là một cách tạo thường nghiệp dễ nhất và tiện nhất. Bất cứ nơi đâu và lúc nào, cứ hướng tâm chánh niệm vào hơi thở là coi như ta đang gieo trồng thường nghiệp thiện pháp. Các pháp môn khác như niệm Phật, hay từ tâm có thể không được dễ dàng như vậy. Bởi đề mục nào cũng cần đến bối cảnh đặc biệt, không như đề mục hơi thở. Một lẽ nữa, nói tới đời sống là phải nói tới hơi thở. Lúc bệnh ta thở khác, lúc khỏe ta thở khác, lúc vui ta thở khác, lúc buồn giận ta thở khác. Vấn đề của hành giả là dù cảm thọ có đổi khác, nhưng chánh niệm trong hơi thở thì không đổi khác nói vậy cũng có nghĩa là ngay từ bây giờ hành giả phải tập làm quen với những biến động của cảm thọ một trong bốn niệm xứ dù chỉ là một trong bốn nhưng rõ ràng cảm thọ là một gương mặt nổi bật của danh sách mà hành giả dễ dàng cảm nhận nhất kêu một người dốt phân biệt cái nào là danh cái nào là sắc tâm nào là thiện, tâm nào là bất thiện, cái nào là triền cái, cái nào là giác chi, vân vân thì rất khó. Nhưng thử kêu anh ta phân biệt cái gì dễ chịu, khó chịu thì hình như mọi sự dễ dàng hơn nhiều. Một người niệm yếu, khó giữ tâm với những cảm thọ mãnh liệt nên phải tập làm quen từ từ với những cảm thọ mà mình chịu đựng được. Từ đó mà hiểu cảm thọ lúc khỏe dễ kham nhẫn và chánh niệm hơn lúc đau lúc trẻ dễ hơn lúc già lúc sống dễ hơn lúc cận tử cảm thọ lúc cận tử rất đặc biệt có thể ta chưa từng biết qua lần nào trong đời nên ta phải tập đối diện với nó bằng những cảm thọ lúc còn sống lúc trẻ niệm được thì lúc già mới hy vọng niệm được lúc bình thường niệm được thì mới hy vọng lúc cận tử niệm được sự đau bệnh và cái chết đến không cần hẹn nên để chuẩn bị chánh niệm cho hai sự cố này cũng không thể hẹn lại tuổi nào một lẽ nữa chỉ có hành giả niệm thở mới có nhiều cơ hội đối diện với cái chết trong từng phút kinh nghiệm này được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ giúp hành giả không còn sợ chết nữa vì theo vị này, cái chết chỉ là một hơi thở ra. Nghĩa là phút nào cũng có chết. Làm chủ được cảm thọ và hơi thở thì đau bệnh và cái chết đối với hành giả không còn đáng sợ nữa. Kiền cố định, tính từ sơ thiền trở lên thì không phải ai muốn cũng được. Nhưng từ cận định trở xuống thì một người tu đúng phương pháp hoàn toàn có thể hy vọng Cận định được lặp lại nhiều lần và liên tục cũng mạnh không kém sơ thiền. Và sát na định được lặp lại nhiều lần thì cũng mạnh không kém cận định. Đây là lời giải thích cho câu chuyện vì Tỳ kheo đã sanh thiên rồi mà cứ tưởng mình còn là Tỳ kheo ở cõi người. Bài giảng của ngài năm 1989 phổ nguyện Phật Pháp là đèn huệ soi thấu cõi vô minh Một lần bừng ánh tuệ Xua tàn những mê tình In sách là thêm dầu Vào ngọn đèn trí tuệ Từng người ra công của Là phụng sự chúng sinh Nguyện phước lành ấn tống Độ khắp các hương linh Người tại tiền tùy hỷ thấy được muôn đức lành. Xả tài được tài sản, học đạo được tuệ minh, hiểu đạo lòng thanh thản, hành đạo chứng vô sanh. Trung tâm Diệu Pháp Âm Văn phòng Chùa Khuôn Việt Số 1355 Hoàng Sa Phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Chùa Diệu Pháp Số 72 trên 14 Phú Mỹ Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại 0283 620 8438 Website diệu pháp âm .net kênh YouTube YouTube.com xoẹt diệu pháp âm diệu pháp âm diệu pháp âm diệu pháp âm diệu pháp âm, pháp âm.